Mình mới vừa đọc cái trang web của nhà bác học, khoa học tiếng Mỹ, họ gọi là scientist. Thì người ta thắc mắc tại sao hai vợ chồng người phụ nữ sinh con ra mà đứa con không có giống cha. Thì cái trang web Science này á, người ta nói đó là người ta mới nghiên cứu, đó là lý do người phụ nữ trước khi lập gia đình á, người phụ nữ có trải qua với lại nhiều mối tình, đại khái là có ăn nằm với nhiều nhiều người đàn ông, không phải là nhiều nhưng mà đại khái là những cái người phụ nữ này mỗi lần ăn ái đó, ngủ đó, thì cái tinh trùng của cái người đàn ông đó đó họ lưu lại ở trong cái cơ thể của người phụ nữ. Thì dần dần lâu ngày á, cái tinh trùng của những cái người đó đó họ đi vào cái DNA của người phụ nữ. Thì nhà khoa học người ta nói á, nếu mà ví dụ như không biết là cái người phụ nữ đó người ta ngủ ở với bao nhiêu người đàn ông, nhưng những cái người mà người ta những cái người đàn ông đó, hễ ai mà để lại cái tinh trùng cho người phụ nữ đó đó là cái tinh trùng nó sẽ nằm ở lại đó. Thì khoa học nói á, cái tinh trùng nó sẽ làm cho người phụ nữ sinh con ra, thì trong cái DNA đó cái đứa bé đó nó không giống người cha, là lý do cái máu của bà mẹ đó có DNA của những cái người đàn ông trước đây, người phụ nữ họ họ ăn ở đó. Thì mình mới vừa đọc cái trang web chia sẻ với các bạn nó là như vậy. Thì mai mốt các bạn thấy cặp vợ chồng nào mà có con mà sinh con mà không có đứa con không có giống cha hay không giống mẹ gì, đại khái tại vì thường thường tâm lý là hai cái máu thì nó mới tạo ra được một đứa con, phải không? Mà tại sao có một vài bạn lai lai da màu mà con của mình là nguyên một bầy con, thí dụ như mình có 7-8 đứa con này, màu da của mấy cái người đó nó cũng đều giống, mặc dù nó cũng giống mẹ nhưng mà phần đông là nó giống cha, phải không? Tự nhiên có một đứa nó nhảy ra nó giống mà nó màu trắng, nó không có trong một bầy con của cái người lai da màu có vợ Việt, mình nói ví dụ, mà bỗng dưng có một đứa cái da nó như là Mỹ trắng. Đó là nhà bác học người ta nói là lý do tại vì mấy người phụ nữ này cứ mỗi lần mà ở với một người đó là cái tinh trùng của những cái người đàn ông trước á, họ lưu lại họ dần dần nó vô máu, rồi bắt đầu nó vô trở thành DNA trong cái cơ thể của người phụ nữ, rồi cái lên bộ não đó. Còn cái chuyện mà các bạn có đồng ý không đồng ý thì cái đó các bạn không có đồng ý với cái trang mà người ta công bố, người ta nghiên cứu đó. Lý do mà người ta nghiên cứu rồi các bạn biết, loài người mình á là tiến triển quá, khi mà loài người của mình mà bắt đầu phát triển năm này theo tháng nọ đó, thế kỷ này qua thế kỷ kia đó, thì mấy cái người người ta càng ngày người ta càng văn minh, người ta càng tìm tòi, người ta càng tìm hiểu, các bạn biết không? Tại vì cái này khoa học nó cũng rất là đúng, là tại vì người ta đặt cái câu hỏi tại sao đứa con này ở trong cái bụng bà mẹ chung ra mà nó không giống ông chồng mà nó cũng không giống bà mẹ. Các bạn hiểu không? Phải chi đứa con đó, nó giống ông chồng hay là nó giống trong hai nó giống một thì cái đó không nói. Thí dụ như đứa con nó giống mẹ mà nó không giống cha thì cái đó người ta không có thắc mắc. Các bạn hiểu không? Mà cái đằng này nó không giống ai hết á. Đi ra thử máu cũng là con ruột của mình đàng hoàng vậy đó, mà nhìn thì không có giống mẹ, mà nhìn cũng không giống cha. Đó là lý do, là tại vì người phụ nữ người ta có nhiều cái mối tình trước đó,
đó, mỗi một lần người ta ăn ở với những cái đàn ông kia đó thì cái tinh trùng của mấy người đàn ông kia nó lưu lại, nó trở thành cái DNA trong cơ thể của người phụ nữ.